Ngày 7 tháng 10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 702 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.485.361 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 437 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.595.796 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 73 ca. Ngày 6 tháng 10, ghi nhận 1 ca tử vong tại Quảng Ninh. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.152 ca.